ngày 7 tháng 8 năm 2023, Tân Hoa Xã đăng tải một loạt ảnh ấn tượng về tiến trình xây dựng cây cầu Hoa Trang Grand Canyon tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc. Công trình này đang hấp dẫn sự chú ý của thế giới với những con số ấn tượng, chiều dài 2980m và chiều cao thẳng đứng lên đến 625m tính từ mặt cầu xuống mặt nước. Dự kiến hoàn thành vào năm 2025, cây cầu Hoa Trang Grand Canyon hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng mới về sự kiện kỷ lục về cầu vượt sông cao nhất trên thế giới sứ mệnh của cây cầu này không chỉ đơn thuần là nối hai bên bờ sông mà còn tạo ra một sự thay đổi đáng kể trong việc di chuyển giữa hai bên hẻm núi. Nếu mọi kế hoạch diễn ra suôn sẻ, cây cầu Hoa Trang Grand Canyon sẽ vượt qua cây cầu Bắc Bản Giang để trở thành cây cầu cao nhất thế giới. Hiện tại, cây cầu Bắc Bản Giang cao 560 mét và nằm trên sông Bắc Bản. Được xây dựng trên vùng núi non, cây cầu Hoa Trang Grand Canyon không chỉ mang tính chất hữu dụng mà còn tạo ra một tác động mạnh mẽ về mặt thẩm mỹ. Sự kết hợp giữa công nghệ và kiến trúc đương đại cùng với vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp, đánh dấu một bước tiến mới trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng. Không chỉ là một dự án kiến trúc đáng ngưỡng mộ, cây cầu Hoa Trang Grand Canyon còn đại diện cho tinh thần kiên định và quyết tâm của Trung Quốc trong việc vượt qua những thách thức kỹ thuật khó khăn. Sự thành công của dự án này sẽ là một bước chuyển mình quan trọng trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng của đất nước. Những hình ảnh công trường xây dựng cây cầu Hoa Trang Grand Canyon thể hiện rõ sự tận tụy và nỗ lực của đội ngũ công nhân. Các tấm ảnh chụp trong mùa hè năm 2023 ghi lại khoảnh khắc quá trình hàn và lắp ráp cơ học diễn ra sôi nổi. Những công nhân làm việc tại đây không chỉ đang tham gia xây dựng một cầu vượt sông, mà còn đang góp phần tạo nên một hạnh phúc mới cho cả cộng đồng và đất nước.